Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương sáng nay, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh khẳng định, kế hoạch hay, chỉ thị nghiêm, đề án khoa học mà người dân không được hưởng thụ là không được. Chính sách ra rồi thì thực hiện cho tốt, để lòng dân yên. Dân an tâm, tin tưởng thì mới đủ sức mạnh đánh thắng dịch. Cuộc họp có sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Bình Dương đang có 23 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 từ tầng 1 đến tầng 3, với trên 19.000 giường bệnh. Hiện các khu đang điều trị cho hơn 15.600 F0. Để kịp thời ứng phó với tình huống xấu khi số ca nhiễm tăng lên 150.000 ca nhiễm, tỉnh xây dựng kế hoạch gồm 5 mục tiêu, 8 giải pháp và quy định chức năng, nhiệm vụ từng sở ngành. Nổi bật như mạng lưới cơ sở điều trị tiếp tục mở rộng quy mô số giường bệnh và bổ sung thêm nhiều trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và thu dung điều trị F0. Vấn đề đặt ra là cần có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, tạo thành một dây chuyền thông suốt từ khi đưa bệnh nhân vào đến khi bệnh nhân xuất viện. Điều này đòi hỏi ngay từ khâu sàng lọc, các địa phương phải có chiến lược tính toán rõ ràng, thực hiện tốt yêu cầu phối hợp giữa điều trị tại nhà và điều trị tập trung. Ngoài ra, nhân lực y tế phải đảm bảo theo hướng lâu dài, bền vững, phát huy và nâng cao tay nghề chuyên môn. Song song với công tác điều trị, công tác hậu cần, đảm bảo an sinh xã hội cũng được tỉnh tính toán đáp ứng 100% nhu cầu cơ bản về lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng dịch. Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ 100.000 đến 120.000 người một ngày. Phương châm chúng ta xác định cấp xã là pháo đài. Mà nói đến pháo đài ở chỗ này là thắng hay không, thắng là ở chỗ này. Mà trên thực tế trong giai đoạn vừa qua, triển khai các cái chủ trương, các chính sách, các cái biện pháp, các cái giải pháp thì hầu như nó dướng ở ngay cái chỗ cấp xã. Tôi đề nghị là củng cố theo hướng như thế này. Đầu tiên hết nơi nào mạnh để đó làm, nơi nào yếu đề nghị cấp huyện rà soát thay đổi hoặc là tăng cường. Ý thứ hai nữa thì các cái lực lượng đi về đây phải xây dựng một cái bộ máy bổ sung tương ứng, ban chấp hành của cấp huyện tăng cường ủy viên thường vụ của cấp huyện về đây, vô đây để cùng lãnh đạo cho nó mới mạnh lên chứ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu ngành công thương kiểm tra mạng lưới phân phối thực phẩm và quy động tổng lực các nhà cung ứng hàng hóa để phân bổ nhu yếu phẩm đến người dân sớm, không bỏ sót, đảm bảo ý nghĩa của việc cứu trợ. Đồng quan điểm trên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị các địa phương, đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với phương châm xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, làm sao để người dân cùng đồng thuận chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới là tiếp tục giãn cách nghiêm nhất. Ngành công an, quân đội tăng cường tuần tra canh gác, tổ COVID cộng đồng, tổ dân phố thực hiện tốt việc giám sát tại nơi ở. Bên cạnh đó, lãnh đạo từng địa phương, từng ngành cần nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ để chống dịch hiệu quả. Hôm nay, tỉnh mới về thêm 200.000 liều vaccine. Tỉnh sẽ thực hiện kết hợp giữa xét nghiệm sàng lọc và tiêm vaccine cho người dân khu vực các phường đang khóa chặt. Xét nghiệm âm tính cho tiêm luôn. Tại chỗ, tổ chức như thế nào cho nó khoa học, cho nó bài bản. Còn xét nghiệm thì tôi đề nghị là chúng ta cũng phải kiên trì cái xét nghiệm. Vì nếu mà chúng ta tăng lên 150.000 thì chúng ta khoảng 7-8% là dân số của Bình Dương. Cái quan trọng là chúng ta phải biết ai là F0, phải xét nghiệm để bóc tách F0. Nhưng mà F0 một bộ phận sẽ phải ở nhà, triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, và được cấp thuốc, được theo dõi qua trạm y tế lưu động ở cộng đồng của chúng ta, và một phần là phải được đưa đi. Đặc biệt là nhất là cái bệnh nền và những người già béo phì theo cái phân loại. Đối với vấn đề an sinh xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề ra hạn chót đến ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành chi trả các chính sách hỗ trợ đến người dân. Tỉnh sẽ tiến hành thanh kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm hoặc không làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tỉnh sẽ tăng cường lực lượng cho Tổng đài 1022 và thực hiện trung tâm nghe tự động để ghi nhận tất cả ý kiến người dân.
Cuối cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương tiếp nhận hơn 11.000 bộ kit test nhanh COVID-19 do tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản và thành phố Daejeon, Hàn Quốc trao tặng.